Giờ chơi game Assassin V2 Black White Full Bat Full về chất lượng giá PU và đèn nguyên khối khung chân tay xoay kinh điện xoay kim loại tĩnh điện ngả lưng 170 độ 170 cộng 12 độ kê tay 4D xoay nhiều chiều trọng lượng tối đa 150 kg phụ kiện đi kèm đệm lưng đệm đầu với phiên bản V2 màu trắng đen đế bằng kim loại full đen